Chào anh em, lại là cậu vàng đây. Tiếp tục những meme không đỡ nổi nào. Tôi đăng ảnh hai ten và nội dung liên quan anime tại cậu vàng hai ten, anh em ghé chơi. Dô! Món quà cuối cùng dành tặng quản lý trước khi tôi nghỉ việc. Sao mà đỡ được? Đừng bao giờ tin tưởng vào sự giúp đỡ của đối thủ. Ánh mắt dần thất thần qua thời gian. Bí kíp giúp cách anh chồng lười biếng nhưng không bị ăn đòn. Hình ảnh tôi mỗi khi có đồ ăn vặt trong tủ lạnh. Tuy nấu ăn nhưng món thực sự tôi muốn không phải là nằm trên đĩa. Đón xem phần tiếp theo, ở đây anh em nhé.